Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thánh. Và trong video ngày hôm nay, mình của ốc sẽ thử thách tạo ra những các con quái vật Gatson the Ban Ban 4 vừa mới ra mắt luôn. Và tụi mình đã chơi game này trên kênh Bê Quý Thánh TV rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì qua kênh đấy để xem nhé. Còn bây giờ, ông ơi, chào các bạn đi, em chạy đâu mất hút rồi. Mình chỉ là người đến sau. Các bạn thấy em đứng lù lù đằng sau anh rồi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Bê Quý Thánh. Mình là ốc ngu ngốc đây. Con chó này. Không, mình là ốc cu te đây. Thôi bốc phét ít thôi. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những con quái vật gì hả ốc? Mình sẽ tạo ra những con quái vật Gatson the Ban Ban. Đặc biệt là chúng nó kể cả chưa xuất hiện mình cũng tạo ra được. Thế mình ghê. Những cái con chỉ là xuất hiện ở trên mạng tụi mình cũng tạo ra luôn. Biết đâu ở trong phần mới, phần 5, phần 6 nó sẽ xuất hiện đúng không? Đúng. Đây, Thành, lại đây. Đâu? Tất cả những hai cái dương này là em tạo ra đấy. Bởi vì Thành còn bốc phét thôi. Ốc bốc phét đi các bạn ạ. Rõ ràng là anh tạo anh để đây xong ốc cứ nhận vơ. Nhận vơ kệ em. Rồi đấy, em lấy dương bên đấy, anh lấy dương bên này. Rồi hai đứa mình thi nhau thả ra đấy. Rồi các bạn sẽ phải trầm trồ vì hai đứa mình quá là giỏi khi chế tạo ra tất cả những cái con quái vật trong Gatson the Ban Ban luôn. Được rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, thế em thả trước hay anh thả trước? Anh thả trước đi. Ok, đợi anh một xíu, anh bỏ bớt vào đây nào. Đây, nhìn đây này, con đầu tiên. Con này tên là Hunky Jack. Con này bị sún răng á? Con này ở trong, nếu bạn nào xem YouTube nhiều thì chắc mình thấy nó xuất hiện ở trong những cái video trên YouTube thôi, chứ nó chưa xuất hiện ở trong game đâu. Còn đây là con đầu tiên của em. Ban Ban của em đấy, ghê chưa? Ban Ban của ông kinh quá, trông mặt kinh quá các bạn ạ. Rồi hai con này quánh nhau luôn, nhưng mà Ban Ban của ông không thể đấu được với con to to của anh được. Đây là Ban Ban trong cái kiểu cái style là nó bị cái nhân cách kia đấy, hiểu không? Đây, mà đây mà thả. Đây. Đây là Ban Ban trong phiên bản nó biến thành quái vật nha các bạn. Đúng đấy, rồi. Ghê chưa? Cái mồm ở răng, ui thè lưỡi. Còn đây là Nát Nát của em này, nhìn ghê chưa? Đấy, Ban Ban đứng nhau với Nát Nát luôn các bạn. Các bạn đoán xem con nào sẽ chiến thắng. Con Ban Ban thắng giống như là Nát Nát chiến thắng nha các bạn. Ban Ban là đồ ngốc. Ôi, chứ không phải như ở trong Gatson Ban Ban phần 4 nhỉ? Có lẽ là mình cài máu nó ít quá nên là bị lỗi thế đấy ốc ạ. Chứ đúng ra Nát Nát là bị Ban Ban đấm cho ngoằn ngỏm ngỏm củ tỏi luôn. Ôi giời, bây giờ anh ta nói lắp phải nói đi thôi. Đây. Cái gì? Đây, có con nữa đấy, anh vừa thả đây. Đố ốc biết được con gì? Hình như là không phải tên Zester đâu mà các bạn bình luận thế. Nó tên là gì dài lắm. Đúng rồi. Nói chung là mình đố các bạn biết tên thật của cái con này ở trong game là gì. Đây mình thả ra luôn này. Đấy, con này nó có hai mặt để các bạn, một mặt buồn, một mặt vui. Nó là gì nhỉ ông nhỉ? Nó là nghệ sĩ hài. Đúng rồi, nó thích kể chuyện cười cho mọi người và nó kể chuyện cười cho nữ hoàng cười. Và tụi mình là ở cuối game đã phải chạy mất cả dép, không là chết cả nút. Còn đây là cái con tiếp theo của mình. Con này là Captain Khổng Lồ. Con này có một mắt và chỉ có mấy cái răng, hai cái răng các bạn ạ. Đấm nghệ sĩ hài à? Ôi, nghệ sĩ hài mạnh đấy. Đừng đùa với nghệ sĩ hài, tuy bé nhưng mà rất là khỏe nha. Ok. Tèn tèn tèn, Umbala. Ốc và các bạn nhìn đây. Đây là con gì? Con voi. Chú voi con ở bản đô đâu? Chú voi con ở trong Gatson the Ban Ban này các bạn ạ. Đây, chú voi của em đây. À đây là chú gì? Đây mà là chú voi à. Nó là cái con Dr. Fluffy Fun các bạn ạ. Ấy, con này trông như con gấu á. Hay con thỏ nhỉ? Thỏ gì có sừng. Ơi, có sừng các bạn ạ. Nó là cái con gì ấy các bạn? Mình không biết luôn. Trông nó cũng ghê ghê không ạ? Trông nó có sừng như trâu mà mũi này là mũi chó các bạn. Răng, có răng nanh, có bốn cái mắt nữa. Ôi này, con voi của anh nó đi xuống thác nước rồi. Voi đi uống nước mà. Con voi này có mỗi cái đầu các bạn, có cái vòi và hai cái răng này. Nhưng mà lại không có cái thân. Ảo thật đấy. Thế mới là quái vật chứ, nó mà là cái con đấy thì nó lại là đúng cái con voi rồi. Đây ra đây thả tiếp con nữa để ốc xem. Đây chính là con rất là quen thuộc, thả phát biết con gì luôn. Zophius. Chính xác, con này xuất hiện chỉ có mỗi một cái mặt thôi các bạn ạ. Lúc nào cũng đứng lù lù to bành trướng ở đấy luôn. Wow, nhưng mà Zophius này chưa đủ to. Này là to rồi, to như cái cột đình cái này còn gì. Được, cho anh xem con tiếp theo của em này. Con này là con Doom Doom. Doom Doom. Con này là trâu hay là bò tót đấy không? Con này là con, không phải con trâu mà là con buffalo. Bị đen à? Thì là con trâu còn gì nữa. Ui dồi, con trâu này của ốc kinh đấy. Trâu gì mà có hai cái chân trước như kiểu lực sĩ này, to thế.
trâu thì phải to chứ, mà em nghĩ con này như kiểu bò to rồi. Có sừng các bạn ạ, hai cái sừng chia sang hai bên luôn. Con này mà húc thì chỉ có lòi ruột. Nó là con đùm đùm đấy. Đây, xem con này của anh này. Con này chắc ông cũng biết luôn, con này là Slow Slim con ông. Ôi dồi, con này thì có gì mà đặc biệt. Con này ở trong phần 4 bị giam rồi, chả còn cái tác dụng gì. Và nó còn chui ở trong vỏ, nó còn chả xuất hiện cái mặt ra các bạn ạ. Chui vào vỏ ốc thôi, không thích đâu. Các bạn đừng có như con ốc chui vào ốc, mình phải vươn ra ngoài để khám phá thế giới. Đây, chui ra khỏi vỏ ốc như con ốc này này. Đây, các bạn, đây, con Big Chef này, nhìn chưa? Đầu bếp heo. Đấy, đầu bếp nấu món tà tưa đấy. What the hell? Tà tưa thì nó nấu ăn ở trong nhà bếp của Guns N' Roses, nhưng mà chưa thấy xuất hiện ở trong game chính thức. Chắc là đợi phần sau. Đây, em cho anh xem thêm con này, đảm bảo anh ngất trên nền đất luôn. Đâu? Queen Boselia. À, đây chính là nữ hoàng này. Sao bé thế nhỉ? Đấy, nữ hoàng này chắc là bé đấy. Nhưng ở trong game nó rất là to. Và các bạn để ý trong cái túi ở bụng nó ấy, có răng ốc ạ, nhưng mà chuẩn ra là phải có mắt. Không phải là răng đâu, đây là những con quái vật đấy. Sau khi chơi mà con này cười, em nghĩ là nó sẽ phóng ra những con này và sẽ tiêu diệt tất cả mọi người. Sợ quá. Nữ hoàng Queen, vương quốc của nữ hoàng Queen thì có mấy người nhỉ ông nhỉ? Có 2 người và mình là người thứ 3. Không, lúc sau là tổng cộng có lên 5 người rồi. 5 người, chắc là có một ai nữa đấy các bạn. Đấy, nhảy. Trông đáng yêu mà. Mỗi tội là để nữ hoàng cười là cả lũ đi luôn. Ông ơi, con này rất quen thuộc, vừa vào đầu game phần 4 mình bị đuổi. À, con Chamataki và Tamataki. Đúng rồi, chính xác. Con này thực ra một cái thân nhưng mà nó là hai cá thể riêng biệt. Hai cái đầu này là mỗi đầu một con nha. Con này thẻ lưỡi, ốc ở đồ ngáo. Cái gì mà ốc ở đồ ngáo? Đây, ốc cho anh biết thế nào là lế độ luôn. Đây là cái con quái vật ở trong phần này là con... Con này! Đâu? Chui lòng đất rồi. Chết rồi! Sao lại chui vào lòng đất? Chui hết vào lòng đất rồi. Con sâu! Trời ơi, cái gì đây? Em kêu tạo ra mà. Ôi giời ơi, con này là con sâu khổng lồ nha các bạn ơi. Ôi, con này là phiên bản lỗi rồi các bạn ạ, mình không biết gì hết. Chụp nó kinh quá, nó chui, nó độn thổ xong nó chui lên các bạn ạ. Kinh thật sự, ui. Mình sợ quá các bạn ơi, thôi đi ra chỗ khác đi. Kinh thật đấy các bạn. Thôi được rồi, ông ơi, chạy ra ngoài này đi, anh thấy nó cũng ghê đấy. Đi. Ui, nhìn xa xa kìa các bạn. Ôi, ghê quá. Thôi đi ra đây đi. Không ngờ mình lại tạo ra một con quái vật kinh điển như vậy. Này. Đáng lẽ là nhà phát hành game phải mời em đến để tạo ra con quái vật, nó mới ghê phải không? Bạn nói thật là lực cười. Bên Quý Thành cái tuổi gì? Đây, anh đã lụm thêm được ít trứng của anh ra nữa rồi đây này. Đâu? Con này là con rể. Ôi, con này là con chim chồng của con Opila. Đây là... Tatabird. Tatabird, em tưởng nó là Opilo. Opilo, cái gì Opilo? Opilo. Đấy, con chim xanh các bạn. Đây, còn đây là cái gì anh biết không? Drone màu đỏ. Em là tạo ra drone nhưng mà quên không tạo ra điều khiển nên là con này nó không biết bay. Ui giời ơi, phế thật, nhìn anh như này. Ôi giời ơi. Con này anh tạo ra, anh xem video trên YouTube anh tạo ra đấy. Nó có hai cái màu đáng yêu ốc, gần giống như kiểu quỷ đầu loa ấy nhỉ. Mồm nó hơi vâu ấy, Baby Thành ạ. Không biết con này thì có ăn rau nhiều giống như Jumbo Jot không? Không biết được, nhưng con Jumbo Jot nó to chà bá thế kia, nó đấm một phát thì ai cũng ngất trên nền đất luôn các bạn ạ. Đấy chưa, Jumbo Jot đi cong đít lên, thấy chưa? Con này ăn nhiều rau mà nó béo thật các bạn ạ. Ăn nhiều rau cũng béo đấy, không phải lấy đâu. Mình không muốn không béo, mình phải tập thể dục cơ. Đúng rồi. Đây, nhìn cái tay của nó có vết máu thì nó đấm rất nhiều người hy sinh rồi đấy. Rất nhiều con quái vật bị nó đấm hy sinh rồi đấy. Đúng rồi, đấm Baby Thành đi, Jumbo Jot ơi. Đây. Con gì đây? Đây là Miss Luna. Miss Luna là một con ong hay là một con chuồn chuồn á? Hay là một con bọ ngựa, nghĩ là bọ ngựa ốc ạ. Ôi dồi ôi, bọ ngựa à? Gì mà có 4 chân xong 2 cái cánh như 2 cái tay á? Kìa, trên đầu nó cũng có vương miện nha. Nữ hoàng bọ ngựa. Nữ hoàng chuồn chuồn. Chuồn chuồn cất cánh bay cao. Bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi. Ôi dồi, thơ với cả thơ. Thơ như thơ. Đây, em còn có một đứa này tên là Tim. Ôi, Bê Thành ơi, em bị lạc trôi rồi. Lạc trôi đâu? Đây. Đâu, thả lại nào. Đây. Con này kinh nhá các bạn. Mồm doe xong rồi đằng sau có gai là tóc ấy, tóc các bạn ạ. Con này nhá, nhìn hơi bị ghê luôn. Đây là đầu cắt moi đấy. Đâu, đây là đầu cắt moi đâu. Đây là đầu hot boy. Nhìn móng tay của nó kìa, kinh đấy các bạn. Con này mà bóp cổ đúng là lè lưỡi là luôn.
Con này bóc cổ Bê Quý Thánh này. Ừ, có lâu đi, anh thả ra Opila Bird. Con chim Opila đây này. Eo, Bê Quý Thánh có vẻ tạo ra nhiều con nguyên bản, còn em tạo ra nhiều con trông biến dị. Đấy, con này là con rể. Stinky. Con này hình như là nó chưa xuất hiện, nhưng mà ở trong cái Garden of Ban nó đã có hình ảnh của nó rồi. Ờ, con này trông ghê phết đấy. Bé bé nhưng mà cute mà, con này anh không thấy sợ. Anh thấy nó cute hồn me mà các bạn nhỉ. Còn đây là Ban Banana. Cô giáo không hề bị ngáo mà rất tỉnh táo. Tỉnh táo cái gì, dạy học sinh học sai là đấm cho học sinh chết queo thì đấy là tỉnh táo à? Đấy là bị ngáo thì có các bạn ạ. À, nhìn này, em có một con Opila nhỏ này. À, Opila con. Con này có thể giúp chúng ta cảnh báo được nguy hiểm ở trong cái đường ống khi mà tiếp cận với con Nap Nap á. Đúng rồi, và chúng ta thể cắp nó ở trên tay được. Nó là một người bạn rất là dễ thương, nó không độc ác đâu. Không phải đâu, nhưng cuối cùng nó bị rơi vào cái thùng hóa chất GV. Sau đấy nó biến thành một con chim khổng lồ ấy, không nhớ à? Ờ, nhờ, đây. Ấy, đây là con gì? Con Stinger. Đúng rồi, con sứa. Con này có khả năng thao túng tâm lý và đưa mình vào giấc ngủ các bạn ạ. Ốc để ý cái con có hai mồm dưới ông, nó đấm một phát là tay nó trở nên to hơn ấy. Ôi giời ơi, nhưng mà có tác dụng gì cũng là bị hẹo rồi. Ờ, con sứa này nó rất là mạnh đấy các bạn ạ. Nó thao túng được tâm lý mình luôn. Anh ơi, Stinger đấu Jumbo Jot à? Ôi giời, Jumbo Jot chưa kịp đến, Stinger đã hẹo. Đấu của Jumbo Jot, cái con kim tím của em mà. Không, em đang bảo là nó định đấu với Jumbo Jot, nhưng Jumbo Jot chưa đến thì nó đã chết teo ấy. Ờ đây, con này thì là con gì? Hi, I'm Miley. Đấy, tên nó vừa nói đấy. Tammy á, cái gì á? Miley. À, Miley. Ừ. Em cũng có một con màu như của anh nè. Ôi. Thấy chưa, thấy chân nó dài chưa? Chân dài đến nách. Đúng là chân dài tới nách, nách dài tới chân. Ui, trông nó kinh đấy không? Ui. Trông nó giống như là cái con rối gì ấy đúng không? Ờ. Con rối gì ấy nhỉ? Con rối gì xanh xanh là đỏ ấy các bạn. Đó, cao lều khều luôn. Đây. Bên cạnh con không? Anh còn chứ, đây, nhìn đây này. À, cái con này là ban, nó treo lên sau lưng á. Cabobman. À, Cabobman hả? Ừ, con này ở trong phần 4 chúng ta thấy ban đeo ở đằng sau lưng á. Đúng rồi, con này bị truy nã đấy các bạn. Ờ, đấy, mình sẽ quẹt thẻ đằng sau lưng nó có chỗ quẹt thẻ này các bạn thấy không? Ờ, đúng rồi. Ờ, đấy, thôi kệ bạn. Rồi, bây giờ anh sẽ thả tiếp nha các bạn ơi. Con này là con gì? Rắn ghê quá. Ờ, rắn thì rắn vô cánh luôn các bạn ạ. À. Em cũng có con màu tương tự như Bê Quý Thành. Con này là Silent Steep. Ủa, con gì? Nap Nap, à đâu? Nap Na Lê Na. Ờ, đây là người yêu của Nap Nap các bạn ạ. Đúng rồi. Cái game này thì có thể có những con quái vật giống màu nhau, nhưng mà nó là cái hình dạng khác nhau hoàn toàn luôn. Hoặc là giới tính nó khác các bạn ạ. Ừ. Theo là giới tính của con kia là nữ, còn giới tính của con này là gì? Con này á, con nào? Con rắn này này. Con rắn này là con rắn... Không biết con rắn này là rắn nam hay rắn nữ. Giới tính chưa xác định. Ờ, nếu các bạn biết là con đực hay con cái, các bạn bình luận ở dưới cho mình biết với nhá. Còn em có một con này mới này, cái Bê Quý Thành. Ờ, thả nào. À, ôi, thả trúng mồm. Cái mồm nó thể lưỡi dài dài nha các bạn ạ. Kinh khiếp nhỉ. Hai cái răng của nó bị chìa đấy. Anh thấy trên tay nó có cái xích kìa. Hình như nó bị rứt cái xích ra, nó thoát ra được sao ạ? Đúng. Con này trước đây bị giam trong nhà tù của Twitter. Ui. Sau đấy nó thoát ra và nó đến đây nó ăn thịt Bê Quý Thành. Cái lưỡi dài này anh cắt xào xào ăn bây giờ. Eo kinh quá, Bê Quý Thành giống kinh luôn. Đây, nhìn đây này. Ui dồi ôi. Con này giống như con thằn lằn. Không phải thằn lằn, nó là cá mập đấy. Ui, cá mập à? Cá mập sao lại có hai chân? Cá mập thì phải bơi chứ. Ừ, cá mập này, cá mập đi lên bờ, biết đi lên bờ rồi. Cá mập không cần phải ở dưới nước. Cá mập zombie à? Ủa, con sâu của ốc thả ra kìa, nó mới tận đây. Nó bỏ đến đây rồi, đừng lên chạy đi. Kinh quá, kinh quá, em nổi hết cả da gà lên rồi nè. Đấy giờ thấy con cá mập của anh nó ngầu này mà. Đây. Úi dồi, con này là em của con Stinger à? Ừ, con này là Slinky Andrew. Đấy, xời, tuyệt nó vời. Có màu xanh ngọc đẹp ghê, em thích màu xanh này. Ờ, màu xanh này đẹp mà. Đấy, nó chỉ bị nhìn thấy biển thôi là biển kìa, tôi bơi ra biển nhé. Không đâu, nó không bơi ra biển đâu. Đâu, ốc thả con của ốc đi. Con này màu hơi ghê luôn nhá. Đây. Con gì đấy? Con này mắt ở dưới bụng, mồm ở trên đầu. Ôi giời, cái thè lè dài đây là mũi hay là lưỡi đâu? Nó là lưỡi đấy, nó có mồm ở trên đầu rồi còn gì. Lưỡi này có thể quấn vào người khác và tiêu diệt Bê Quý Thành đi. Còn lâu đi, cút đi, anh ở chế độ sáng tạo rồi, bọn nó không làm gì được anh đâu. Ui ôi, con này kinh ấy, có mấy cái mắt ở mụn kìa.
bốn cái mặt nó bùng cơ mà đâu rồi. Ui, như kiểu nó lao đến nó bóc cổ anh thế. Đúng rồi ấy, nó bóc cổ anh là đúng rồi. Sợ quá các bạn. Ui, Bên Thành ơi, con sâu em chui xuống biển rồi, Bên Thành ạ. Ôi, sâu này sâu đại dương rồi. Ông hết chưa? Còn một con cuối cùng nè. Thả nó đi. Ten ten Mr. Grimm. Con này trông đần đần các bạn. Đần đần thì mặt đang cười đấy. Cười đâu, trông nó như kiểu quái vật ấy. Trông như kiểu mặt của Venom á. Venom. Ờ, ve chó. Chó đấm là phát để Thành nói hiền thiệt. Ghê ghê, hết chưa? Hết rồi đó. Anh cũng hết rồi. Đấy các bạn ơi. Đấy, trong video ngày hôm nay mình cũng đã thả ra rất nhiều loại quái vật mới. Và thậm chí nó chưa xuất hiện trong Guns N' Roses ban luôn. Mình hát thôi. Rồi. Và ông thấy thích con quái vật nào nhất? Ông thích con chim opila nhỏ đấy. Ơi giời. Anh thích con gì nhỉ? Con gì mà to to? Jumbo rớt. Rất là to. Jumbo rớt to xác nhưng mà rớt ở phần trước. Ờ đúng rồi, Jumbo rớt đúng rớt luôn các bạn ạ. Nó bị bẫy, nó ra nó định ăn mấy cái súp lơ nhưng mà cuối cùng bị bắt lại. Bị cảnh sát ếch bắt nhốt lại luôn. Đấy, người ta gọi là đầu to óc bằng quả nho. Nhưng mà nó ăn rau nhiều cũng tốt mà. Nhưng mà ngoài rau chúng ta vẫn phải ăn thịt thì mới phát triển đầy đủ chất dinh dưỡng được ạ. Ờ đúng rồi, thế bye bye các bạn nha. Mình lại đi chế tạo tiếp đây. Đúng rồi, bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn video lần sau nhá. Trong video lần sau tụi mình sẽ chế tạo ra những cái con quái vật nó mới hơn nếu mà các bạn muốn đấy. Còn bây giờ chắc là chào và hẹn gặp lại bạn video sau, bye bye. Nhớ bình luận cái tên của cái con Zetter nhá. Vì mình làm cái video bên kia các bạn bảo là tên nó là cái tên khác không phải Zetter. Và bình luận cái con mà các bạn thích nhất ở phía dưới để cho tụi mình cũng biết nhá. Còn bây giờ bye bye. Bye. Ui dồi ôi, tụi mình tạo ra hết tất cả các loại quái vật đâu ạ. Bây giờ thả đầy và đồ cho nó ghê. Điên à?